Chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Lại mình Túc đây. Ở video này thì Túc chia sẻ với anh em một cái dự án đến từ SunMake. Chúng ta ăn chia 2.000 USDT. Nó trả bằng token TIA nha anh em nha. Thì kèo này kèo random. Như theo tỷ lệ chương trình nó đã thông báo, anh em có thể đọc ở đây nha. Thì con kèo này đến ngày lùng mùng 7 tháng 11, 23 giờ, có cứ 24 giờ theo giờ UTC đấy, thì nó kết thúc, tức còn 6 hôm nữa. Thì kèo này thì 1.000 USD cho 20 người dùng hàng đầu, tức là top red đấy, và 50.000 USDT cho 50 người đầu tiên, tức kèo random chỉ có 50 anh em may mắn sẽ nhận được là 20 đô. Thế thì kèo này thì làm nó cũng đơn giản thôi. Đường link mình có để trong kênh nhóm Telegram group của mình hoặc dưới phần mô tả. Thường thường mình để trong kênh nhóm của mình là nhiều. Khi kích vào đường link thì anh em sẽ làm tất cả các biểu mẫu, các mục này cho mình này, các tag này cho mình này. Ví dụ như Twitter các thứ này, theo dõi trên Telegram các thứ này. Và khi nó đánh dấu V xanh như vậy là ok, như của mình là ok rồi. Bây giờ thì anh em sẽ lấy quay sang mic của anh em đấy, địa chỉ UID để anh em dám vào đây. Khi mới phân phối đúng về địa chỉ ví của anh em, địa chỉ ví sàn của anh em nhé. Rồi khi quay thăng sàn Bắc ấy, thì anh em sẽ sao chép địa chỉ ở phần cài đặt này, sao chép địa chỉ UID này, đây mình đang gì này, UID này. Rồi anh em sẽ quay sang em dán vào thằng biểu mẫu cho mình, form cho mình. Thì ai mà chưa có link đăng ký tài khoản Make ấy, MAC ấy, thì anh em có thể là cũng kích vào đường link để anh em đăng ký nhé. Được chưa? Kích vào phần số cộng 1 cho mình này. Rồi anh em sẽ kéo xuống này, dán địa chỉ vừa sao chép cho mình, địa chỉ ví của anh em ấy. Đâu rồi, rồi dán vào đây, rồi cái tiếp tục cho mình này. Rồi chờ nó về xanh lên, ok rồi, đang quay. Rồi đến cái bước này thì nó hiện một cái đường link để anh em có thể kích phần sao chép để đi lấy đường link này, kích phần sao chép copy này, lấy đường link đi chia sẻ bạn bè, để giới thiệu bạn bè, để kiếm lên tỷ lệ chiến thắng cũng như là lọt vào top red này nha. Video này mình gửi tới anh em.